Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Phú Yên. Thì đây là một cái khu di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Nó nằm trên cái quốc lộ 29. Đây là cái cổng vào này. Đây là cái sân, cái khuôn viên. Đây chúng ta sẽ đi vào đây thì chúng ta sẽ vào tham quan tượng đài. Đó, cái đây là một cái đang chiếu cái thước phim tư liệu đó. Nếu mà quý vị và các bạn vào thì sẽ vào cái phòng trưng bày. Thì sẽ nghe những cái thước phim, xem những cái thước phim tư liệu về cái con tàu không số này. Đây là cái bến tàu không số. Là tàu không số thì là một trong năm những cái tuyến đường Hồ Chí Minh, nó là một cái tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Đó, nó là một trong năm tuyến đường. Đây chúng ta sẽ lên tham quan cái di tích lịch sử này. Đây trong này là trồng cái này là hoa súng này. Đây là hình cái tượng đài này có hình một cái mũi tàu. Đó, đây là cái mỏ neo này. Đó. Đây là một cái khu di tích lịch sử, cũng là một cái bến tàu mà góp phần mà làm nên những cái chiến thắng và lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam ta đấy. Cũng biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu chiến sĩ, những anh hùng đã hy sinh ở trên cái con đường Hồ Chí Minh trên biển này. Những con tàu không số. Đây là di tích lịch sử Vũng Rô. Đấy. Rất là nắng luôn. Để qua bên này quay cho mọi người này. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và giải phóng đất nước, những con đường Hồ Chí Minh là nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Nó như những tấm màn xương thực hư hư thực được tạo lên bởi sự mưu trí và dũng cảm của quân đội ta và nhân dân ta. Trong những tuyến đường Hồ Chí Minh, chúng ta không thể không nhắc đến tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Với những con tàu không số trung chuyển hàng trăm tấn vũ khí cũng như nhu yếu phẩm chi viện cho chiến trường miền Nam, bến tàu không số Vũng Rô là một trong những bến đã tiếp nhận thành công những chuyến tàu không số bằng sự mưu trí quân đội ta và nhân dân ta. Vào những năm 1964, Trung ương đã giao cho tỉnh ủy Phú Yên chuẩn bị mở bến để tiếp nhận vũ khí từ những chuyến tàu không số chi viện cho chiến trường khu vực và Tây Nguyên. Vũng Rô là địa điểm được lựa chọn. Đồng chí Trần Xuyền, Ủy viên Trung ương, vụ Liên tỉnh ủy 3, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên trực tiếp tổ chức đón tàu và tiếp nhận vận chuyển vũ khí về căn cứ. Tại bến Vũng Rô, tàu 41 đoàn 125 do thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh và chính trị viên Trần Hoàng Chiếu chỉ huy đã 3 lần cập bến thành công chi viện hàng trăm tấn vũ khí, góp phần lập nên nhiều chiến công vang dội của quân và dân khu 5. Riêng chuyến thứ tư, tàu 143 do thuyền trưởng Lê Văn Thêm và chính trị viên Phan Bá Bảng chỉ huy, cập bến Vũng Rô đêm ngày 15 tháng 2 năm 1965 bị địch phát hiện. Để đảm bảo an toàn cho đường Hồ Chí Minh trên biển, ta đã phá hủy con tàu ở khu vực Bãi Chùa. Sau sự kiện Vũng Rô, tuyến vận tải chiến lược trên biển bị lộ. Việc chi viện cho chiến trường miền Nam gặp nhiều khó khăn, nhưng với ý chí và quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ đường Hồ Chí Minh trên biển chấp nhận hy sinh gian khổ, vượt qua mọi sự phong tỏa của kẻ thù, tiếp nhận đưa các con tàu không số cập vào các bến, tiếp nhận vũ khí ở miền Nam và Nam Trung Bộ. Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là niềm tự hào của quân đội ta, nhân dân ta và lực lượng Hải quân Việt Nam anh hùng. Đó. Đây là những cái hành trình và những con tàu đã gặp phải những cái khó khăn, cũng đã rất là nhiều người đã hy sinh ở tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển này. Đây là một cái tượng đài đã xây dựng rất là nhiều ý tưởng. Đây là những cái điêu khắc. Đây thì chúng ta đi vòng ở đây, chúng ta sẽ đi lại tham quan cái khu nhà trưng bày thôi. Thì khu đó đang chiếu một cái thước phim tư liệu đó. Thì nếu mà quý vị các bạn đến đây thì chúng ta ghé đó nghe những cái thước phim tư liệu thì nó sẽ cụ thể hơn nha quý vị các bạn. Đây chúng ta vào đây tham quan. Thường tham quan cái nhà trưng bày này. Thank you.
Đây, đây là làm như cái đây là những cái bức hình tư liệu. Đó, đây là cái bãi, là một cái bãi này. Đó. Bãi tàu đậu kia có mấy con tàu đắm kìa. Hai con tàu sao ghé đắm kìa. À. Đó, thì kia kìa, kia là chỗ chúng ta nhìn có một cái lá cờ kia kìa. Thì là cái vị trí mà con tàu mà quân đội ta đã đánh đắm ở đó, mà hiện tại thì nó vẫn còn đang nằm ở phía dưới, con tàu, xác con tàu vẫn đang nằm ở phía dưới. Đây là như một cái vịnh đi vào, mà cái vịnh này cảm giác nó rất là vuông luôn, nó vuông một cái eo nhỏ nhỏ, nó vuông thuyền đi du lịch. Ở đây thì là một cái vịnh, cho nên cái khu vực này là người ta nuôi nuôi trồng thủy hải sản rất là nhiều, rất là tôm hùm, rất là những cái nhà bè tôm hùm. Vùng biển Phú Yên thì rất là đẹp luôn quý vị. Nếu những ai đã đến Phú Yên thì chắc chắn là không thể không thốt lên rằng vùng biển Phú Yên quá tuyệt vời luôn. Xung quanh là những cái núi đá, là đá hoa cương, nằm trong những cái vịnh có những cái hòn đảo. Mỗi một vùng biển thì có một cái đẹp riêng, nhưng Phú Yên là một cái vùng biển rất tuyệt vời, nước trong xanh, con người Phú Yên rất hài hòa. Tôi du lịch rất là nhiều và tôi rất thích cái khi ra Phú Yên để đi du lịch. Cái vịnh rất là đẹp luôn. Nếu mà nhìn trên quả đáy cam sẽ thấy nó tuyệt đẹp. Đó, ở đây cũng gắn những cái loa. Con đường đây là con đường huyền thoại. Góp phần quan trọng trong cuộc chiến đấu của các lực lượng vũ trang quân khu 5 tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đây, một nhờ mấy con tàu. Ngay sau nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổi dậy. Đấu tranh vũ trang, tiến công quân sự diễn ra hầu khắp các địa phương ở Nam Trung Bộ, miền Nam và Tây Nguyên. Lúc này, nhu cầu vũ khí được đặt ra như một vấn đề mang tính chất sống còn của phong trào cách mạng. Trong khi vận chuyển đường bộ của đoàn 559 trên dãy Trường Sơn chưa vừa tới, Bộ Chính trị giao cho Tổng quân ủy khẩn trương nghiên cứu mở con đường vận chuyển vũ khí trên biển Đông. Ngày 23 nhà tưởng niệm cho tàu thuyền ra vào neo đậu và tránh trú bão. Có nhiều bãi có thể bốc dỡ hàng hóa như bãi chính, bãi chùa, bãi lâu. Các dãy núi bao quanh là có nhiều hang động. Tổ quốc ghi công việc trú ngụ hay cất giữ vũ khí, lương thực. Vịnh Vũng Trụ nhanh chóng là địa điểm được
1964, Trung ương giao tỉnh ủy Phú Yên chuẩn bị mở bến tiết kiệm vũ khí. Đồng chí Trần Truyền, bí thư tỉnh ủy Phú Yên lúc bấy giờ trực tiếp lãnh đạo tổ chức bến. Ngày 16 tháng 11 năm 1964, tàu 41 thuộc đoàn 125 chở hơn 60 tấn vũ khí, thuốc men do thuyền trưởng Hồ Đắc Hạnh, một người con của Phú Yên, và chính trị viên Trần Hoàng Chiếu chỉ huy rời cảng Hải Phòng theo đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện vũ khí cho chiến trường Phú Yên, Khánh Hòa và Tây Nguyên. 1 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 1964, chiếc tàu không số đầu tiên cập bến Vũng Tàu an toàn. Ban chỉ huy bến đó, đây quý vị, thì đây vị trí này là vị trí của con tàu không số đã do chính quân đội ta đánh đắm để bảo tồn, tức là để cho địch khỏi phát hiện ra đấy. Hiện tại thì con tàu vẫn còn đang nằm ở dưới này, nhưng mà với cái độ sâu, vì ở đây tức là núi đá rất là dốc, cho nên nó nằm ở dưới cái độ sâu ở dưới, cho nên nếu mà những ai mà nặn xuống nặn được, hoặc là bình oxy thì mới nặn xuống mới xem được. Đây là cái di tích lịch sử Vũng Rô, mà vị trí tàu đắm này, địa danh Vũng Rô gắn với chiến công oanh liệt của lực lượng Hải quân Việt Nam cùng quân và dân Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965. Bến Vũng Rô đã đón 4 chuyến tàu không số vận chuyển vũ khí hàng hóa từ hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Riêng chuyến tàu thứ tư, tàu 143, cập bến đêm 15 tháng 2 năm 1965 bị địch phát hiện. Để đảm bảo bí mật an toàn cho đường Hồ Chí Minh trên biển, ta đã chủ động đánh đắm con tàu ở khu vực bãi chùa. Đây là bãi chùa này, tại vị trí này đây này, không để tàu lọt vào tay địch vận chuyển và tiếp nhận vũ khí tại Vũng Rô là sự kiện lịch sử hào hùng, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí sắt đá của quân và dân ta, quyết tâm đánh thắng quân xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Di tích lịch sử Vũng Rô được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1997. Đây, ở đây là toàn những cái nhà bè này. Ôi giời, cá này. Ôi quý vị ơi, cá tẹt lên luôn này. Rồi quý vị và các bạn, thì chắc có lẽ thì tôi cũng xin dừng cái video tại đây nha quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có đến Phú Yên thì nên ghé qua cái địa danh này. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký để đồng hành cùng với lại Quý Tê Dịch Chuyển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái video tiếp theo. Xin chào.